Trân trọng chào mừng quý bác, anh chị, các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Đây, số điện thoại của em đây anh em, các bạn có nhu cầu có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc kết bạn Zalo để được tư vấn về các cái dòng sản phẩm mà bên em đang phân phối cho anh các chị này. Đấy, thì bên em đang phân phối cái dòng sản phẩm của thương hiệu Hornet này. Đó, một trong cái thương hiệu hàng trung ương Trung Quốc cực kỳ là chất luôn. Đây là cái quy cách đấu nối này. Đó, hàng cực kỳ là chất luôn. Đây, cái công suất sử dụng của nó đây. 30A này, 315 MHz này. Đấy, khoảng cách sử dụng là 1000m các bạn nhé. Đó, nó có các mẫu là mẫu 100m và mẫu 1000m. Đây, mẫu này là mẫu 100m này, các bạn quan sát này. Đấy, mẫu này mẫu 100m này. Và dòng này thì nó có hai mẫu 100m và mẫu 1000m cho anh em và các bạn sử dụng này. Đấy, hai mẫu 100m và 1000m này. Đấy, mẫu này thì chúng ta sử dụng là đấu nối, chúng ta phải sử dụng đấu nối. Đấy, chúng ta lấy dây chúng ta đấu vào và nó đã có mạch hướng dẫn đấu nối đây. Đấy, còn ngoài ra thì cái mẫu này là mẫu cao cấp thì chúng ta không cần phải đấu nối nữa, sản phẩm nó có trực tiếp luôn. Về chúng ta chỉ cần cắm cái đầu này vào điện lưới này, cắm phần này vào điện lưới. Sau đó thì chúng ta cắm thiết bị qua cái cục này là ok, chúng ta cứ thế sử dụng thôi. Nó rất là tiện lợi đây, cục điều khiển của nó đây. Đấy, hàng nội địa trung ương Trung Quốc nhá, cực kỳ là chất và xịn sò luôn cho anh em và các bạn này. Đấy, thì các bạn có nhu cầu về sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp tới một trong hai số điện thoại trên màn hình của Phạm Huấn đây để được tư vấn về các cái dòng sản phẩm mà bên mình đang phân phối. Xin chào và hẹn lại các bạn ở video sau.